Sữa chua là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng chính của sữa chua. 1. Cải thiện hệ tiêu hóa, sữa chua chứa vi khuẩn probiotic có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. 2. Tăng cường hệ miễn dịch, các vi khuẩn probiotic trong sữa chua cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. 3 cung cấp canxi, sữa chua là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp xương và răng chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. 4. Giảm cân và duy trì vóc dáng, sữa chua ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát cân nặng hiệu quả. 5. Cải thiện tình trạng da, các chất chống oxy hóa và vi khuẩn có lợi trong sữa chua có thể giúp làm sạch da, ngăn ngừa mụn và làm cho da mềm mại, mịn màng. 6 cung cấp protein, sữa chua cung cấp protein cần thiết cho cơ thể, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp. 7. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sữa chua ít béo hoặc không béo có thể giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 8. Hỗ trợ hệ thần kinh, các vitamin nhóm B, đặc biệt là B12 trong sữa chua, giúp hỗ trợ chức năng thần kinh và duy trì tinh thần minh mẫn. Khi sử dụng sữa chua bạn nên chọn các loại sữa chua không đường hoặc ít đường để tránh tăng lượng đường không cần thiết trong chế độ ăn uống. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.